สวัสดีญาติโยมทิศญาติโยมคณะทิศให้ niệm pi tràn này niệm pi cá chay nơi sau phần nát chân phải buồn đại miền bay krom mà có sao mà kể đi giá mà bị ba mà kể giá hàng gram á thì miền vùng bay đuông nữa chạy giang mà giang bay này ở ban hát của việt âu muốn mang prap hai ở hai miền bay krom nữa ai chặt viết đôi đôi kia này khó khăn nhất đấy, anh hỏi một lại cứ mỗi cửa sau mỗi vị ba mỗi kể đi ra tầng miền bảy tỏ mắt dân chôn này trang thì bị ní trang thì bị mình miền ở vậy đấy và vừa đang bay sông khác nơi trang đang bay nặng thế của ấy trang bay và miền chợ bay nặng thế của ấy của cam và chợ đang phải bốn nhưng bản thân ấy ta chợ rụp chợ ngang đôi khi để xong nó ra hàng cả tàng nhân viên được sang bao nhiêu tám asang kari càng ấy càng chúng đọc về con tin ấy dùng sọc tàng bay chất tam đó này maha cổ sao bầm bay maha kệ maha bị ba bầm bay maha kệ ya bầm bay chúng một phải buồn đó trên thưa tại tràng môi đó này chất bay bụi chúng thưa tại tràng môi đó chất đôi khi này chúng con tin con môi đó này đầm nàng ơi xong nó sẽ hạ cả tăng như là sam bồ tát tăng asang kha thì căng e căng cái cổ sờ lăng cổ miến maha mà cậu sẽ lại có biết mà bị bạc có biết mà kể ra có biết chứ không nó có biết bày đại chứ này bây giờ xong rồi bày bộ này hãy thưa tập bày nâng tới chứ mà không tên đi sau mà nó miền pi chùa anh chết đại ban phẩm mùi hôm nay phẩm mùi này hôm nay pi chùa này hay pi chùa nó bằng cọp bày đừng dễ hỏi ta chùa thì mỗi một cọp đó mà có sao mà vì ba mà kể à mùi thì nó bay trên nó bay mở đấy một cọp bay trong này thì đòi hạ sang cà rịa nó sẽ sang cà rịa nhưng sau đó biết một mùi chỉ tệ hại tới to mắt sau mà nó đi vì chỉ vừa bây giờ mà đôi khi nên khẳng lời nên chứ còn đây chỉ vừa bây giờ này thì sẽ xăm bởi dụt nâng nhiên chẳng thức của mình phần mùi này tại phần mùi đầy vô bởi dụt này về chế tệ thủy hại pi cứ ở tô xạ lô phép ở tô xạ càng lớn đấy hại bấy cái lô phép ở tô xạ mô hạ thì bởi tóm mà ô bây khá xong nó dàng ná còn là cửa lại khá lớn đấy phát làm một người là chỉ bị bay kha vào nó chứ có bọc cọp này bay được lòng nó mà có sao mà bị ba mà kể ra được lòng đồng tâm đọc về sọc chất sọc chạy tới chìa chạy chất đau vậy rồi xong nó bay kha vì hai đại dịch đáng được nè chứ không chú này miễn bay bay buồn đó xong nó bị bọc phì này bay khá bay bốn đón đọc pi chẳng đại tầm mốc thủy hát nơi trong chùa nâng và xăm bây dụt nâng chứ qua châu trắng thà mùi chú đồng nào ấy bấy pi chú đồng nào ấy bầm mùi dì tệ hát rồi tam đồng đại tới mùi pi đồng tới mới đọc pi sẽ đọc pi xăm bây dụt của đôi kia bộ bây giờ sang kha sang kha mà
tật tia róm trong tiếng này đã phẩm bảy em bảy kệ địa chứ miền tật tia róm mà ha kệ địa phẩm bảy vẫn nó để ai để ai thôi chúng ta chia tật tia róm bàn ai chiều quan bị thay chiều quan vì đi tạm cổ so nó kệ tiền cổ kệ pro anh đã cá nó cam à chiều quan chứ rồi bỏ ông pi aku sau đọc pi hay hạ sẽ tụ ba đẹp có thể chật nó muối tới đọc bầy tao phải mà nên đọc một muối mà phải bùn buồn chứ không phải buồn nó gọi là cam mà chịu quan chứ không đồng cam mà bây giờ đã sau bữa nãy mà phải sau bữa nãy chân phải buồn đấy mà hai cổ sau năm hai kể ra nó chia chịu quan và đọc muối mà kể ra ao chúng ta tự thi rồi nông tơ rang đi sờ rộp miền chất một phẩy bốn nữa nè sờ rộp một phẩy bốn tăng hoa nó bột tới một phẩy bốn một mùi nè bột cọp bay một mùi bốn đó thôi bay bốn nè đòi ẩm nai nay chất bay bụi cư mà hai cuộc xoay bay mà hai bị bàm bay nữa mà hai kia đi giam bay chứ nè miền xoay bóng xa hai tăng chết đau nè chết đau mà càng đau nè đã miền sập hiệp đôi cái này thằng bầy này là rụp sập hiệp đôi cái này rụp nữa đã miền sập hiệp rụp nó đã rụp một chút rồi đã miền sập hiệp rụp đôi cái này thằng bầy phụ nó này chắc chắn là miền rụp sẽ qua chân này nam rồi nó con tai chặt bầy phụ không con tai miền chất bay phụ nó về vì cho nên bà cất tèo ở miền một phẩy buồn bây giờ không bị trang nữa ní trang môi đời chị ấy có bà chân ạ nơi trang này môi tiết thôi nè xong tôi nói thế chùm nào cam mà bà chân ạ sau bà nằm phẩy buồn xâm rạp tạ tì rôm nâng chiều quần miền bay ក្នុងតារាងសង្ខេបនេះគឺតតិរមជាមហាវិបាកនិងជាវ័នជាមហាកុសលនិងមហាកិរិយាមហាកុសល8និងមហាកិរិយាអូខេយ៉ាងបាយទៅខ្ញុំមានថាចំណោមកម្មវចរៈ24ហ្នឹងសម្រាប់តតិរមនឹងជាវ័នសម្រាប់តតិរមតិរមក៏មានដាក់មាន8ហើយនឹងជាវ័នមាន16នំប្រាំសំខាន់នេះគឺទតិរមជាមហាវិបាក8និងចំណែកឬតែអែជាវ័នជាមហាកុសល8និងមហាកយ៉ា8ចាំចប់ហើយឥឡូវយើងមើលនៃតាងទី3មួយទៀតកម្មវចរៈសោបនៈចិន24ដាល់នឹងឯងតែក្នុងទីនេះសរសេររូបជាពហុវចនៈដើម្បីតំណាងឲ្យគឺសោមនៈសហកតាំងសោមនៈសហកតានិញ្ញាណសពយុត្តានិអសង្ខារិកានិតៃនេះអញ្ចឹងណាមានថាពាក្យថាចិត្តដែលជាសោមនៈប្រកបដោយញាណហ្នឹងហើយជាមិនមានគេដឹកនាំ
miền bảy, miền bảy đó ông nát miền hai cụ sọ phần bảy, miền hai bị bạn bảy, miền hai cái gì ông bảy chứ cái này như là thừa bị chết tình phần đó ấy quay quay nó đôi chân ở mua đồng nào lại bay mua đồng nào lại bay nữa nào lại vụ bay nữa. Bay bay với nó cứ chạy đòi của nó hay chạy thì sao nó hay đố cho khẳng lên mình hay thông tịch đặt cái giá mỗi tiền này một thời hay con ông tàng đi sợ đọc chất mà phải buôn đòm này này chất bay phụ đi mình chứ mà có xong bay mà bạn bay mà cái giam bay miền xong mà nói chuyện đó đã miền nó sập hiệp đôi khi nè miền sập hiệp này rụp vẫn miền sập hiệp rụp đôi khi nè chết đang on ấy miền rụp hiệp không bao giờ nè rụp ở sau này chết bay phù chết bay phù đã phù bao giờ nè chúng nào cam mà bao giờ sau mà nằm phải buồn xong rồi có tiền rắm miền không bay thôi nâng chất vốn biến ở phần mùa ai chất vốn chia mà hạ bị bà phần bấy nế nâng hạ kê bì ra phần bấy đây bàn đọc phần mùa chọc ấy giờ đang một thai nữa cho nên ta bỏ á nhưng bỏ biết đôi mình đây này rồi bữa không có này khai mà bây giờ là sao bữa nãy khai mà bây giờ là sao bữa nãy phải buồn lấy dương mơ mà có sao phẩm bày mà có sao phẩm bày nếu bà lấy xong là sao cả ta nhìn là sao mà dụt tăng là sao khá rì cả mê càng sẽ sang khá rì cả mê càng xong là sao cả ta nhìn là bà dụt tăng là sao khá rì cả mê càng sẽ sang khá rì cả mê càng ủ bê khá sao cả ta nhìn là sao mà dụt tăng là sao khá rì cả mê sao khá rì cả mê càng sa sang khari ka me kang upai kha sa ga ta nyana sa mu yota sang khari ka me kang sa sang khari ka me kang te iman ne apa pe kama vajra ko sala chetta ne ne me ni chi chmu yeung teing tam che tae vi sru sa se tara no dam bai nye tu o che chbas ta ban teing teing blai dam che tae au ta chong teing tam teing tae chmu chet te teing teing tam tara no ko ban bị phái nè đi chơi tầng lai bay nè nè lai nè ít tệ mà cứ mà chẳng ai nè đi chơi đại bắt tầm mưa nữa đại xong mà nó đại bắt cọp đại nhiên đại mình miền ca đặc nó mùi đi chơi đại bắt tầm mưa nữa đại xong mà nó mình nè bắt tầm mưa nữa đại xong nó cả làng pro đại xong mà nó đại bắt cọp đại nhiên đại mình miền ca đặc nó đi chết đại bồ tát nguyện lấy đại sao mình nói đại mình bậc cao đại nhiên đại miền ca đặc nom mũi đi chết đại bồ tát nguyện lấy đại sao mình nói đại mình bậc cao đại nhiên đại mình đại miền ca đặc nom mũi chọc xong nó buồn đi chết đại bồ tát nguyện lấy đại bảy kha bộ nhập làm chú này mà đi chết đại bát tâm nguyện lừa đòi bề khác đại bậc cao đại sao mà nó đại miền cả đặc nom mũi đi chết đại bát tâm nguyện lừa đòi sao bề khác đại bậc tới đòi nhìn đại miền cả đặc nom mũi chúng nó
Rich chất đại bộ tâm vấn đề đạo bề khá đại mình bộc lộ đại nhiên đại mình miễn khả đồng nó muối rich chất đại bộ tâm vấn đề đạo bề khá đại mình bộc lộ đại nhiên đại miễn khả đồng nó muối chúng một tháng cam và chật cụ so là chất chẳng lại chẳng đấy maha vị bạ cái chất phong bày chỉ bần lấy lúc đôi khi này này còn nãy kể lại chúng trong cõi này sa hệ tổ cả cam và chờ là vì ba cả chất ta ni niệm mẹ vì miền núi phải trong pi à cục sò á pi cục sò kể đã à thay thế sa hệ tổ cả pi thay kể đã đã thay nó miền này thay kể bây giờ là vì ba nữa nè vì miền này không ai hết tất cả chất độc bẩn bấy của mình chúng ta bị bạ này, chuyện khai chỉ lòng tha bị bạ này ở hại, chuyện tới cứ bị đã tha sợ hết tất cả miền hại, bị bạ này bạ miền hại, bị bạ cái chất là tới cùng cam miền hại đấy, là bao gồm là hại đấy, ai cũng sáng thì ban vô nó cùng ai hết tất cả chất độc bẩn bấy hay đấy còn đã hại dừng đó nghĩa là chung một tháng ai hết tổ cả cổ sở ai hết tổ cả cổ hết biết mặt chung một cái này ai hết tổ cả cổ sở là vì ba cả chất ta đi chứng khi đã hệ tổ cả nó đồng nào ấy cổ so đó thấy cổ so miền hải cổ so bị bạ thì chặt chỉ bị bạ thì nhưng mà không tin đi cổ so thì ở đã khi đã cam vào cho nó là miền hải thế này chẳng đôi khi hay phải đôi khi phải bắt con đập phải để nó bọc cọp đói đã chung một phòng này thích nhé prai prai đôi khi bị bắt đầu cụ so prai dạng này vì ba nó có prai dạng này tới ở chung một sẽ hệ tổ cả cam mà vợ chồng bị ba vì ba cả chết tiền hoa chứ mà này đầm mùi thế này toàn mắc kẹt ở nhà mà hai kẹt ở nhà bảy nó có ở chung một tập lại này đây kẹt ở nhà còn bên đây có hệ tổ cả chết bảy tuồng đó miền ấy upek hà sa cát tăng mà panja thuyền rìa bên chân là chặt upek hà sa cát tăng mà nô thuyền rìa bên chân là chặt tăng đó chứ nó chỉ kệ là già đặc biệt nó miền kệ là già chứ cái phần chỉ lòng nó cái đại sợ hết tất cả nó không đồng với bị ọt hát nữa nó cũng bị miền hát kệ là già là biết mình chấn sẽ đầy phái tạm bầm bầy nè chặt tạm bầy nó phái đôi giờ mà có sao mà bị bạn này thấy ao chim muỗi sa hệ tổ cả cam mà bây giờ đã kể ra chặt chừng thế chẳng dừng chọc phái nhưng mơ đi cùng tình nị cấm mình nói là phía phải bị thom lục miền cả thôi nị cấm chung coi đồng bây sập ở với đại lục như vậy rằng nị cấm phía chung coi ấy nữa phía đại mạc đại miền mạc chấn đã lục sang khai ở với đại càng lơ bao màn nữa cả mà bây giờ đã sập nãy chân phải buồn nữa sập phải chế vắng sập phải tháp bể chặt tổ vi sate sa hệ tổ cả cam và chư ra cố sanh vi pa cả kệ địa chật tani samatani dịch lấy phái thang
ឫសហេតុកកម្មវចរៈកុសលវិបាកកិរិយាចរិតទាំងឡាយ 24 សូម្បីដល់វិការៈទាំង 4 ដោយន័យដែលខ្ញុំសំដាយឱ្យណានាចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងឯងហើយក៏បានគេថាសង្ឃហនេះយើងតើចយ៉ាងម៉េចលោកពយលថែមតែថាវេទនាញាណវេទនាញាណសង្ខារៈភេទេនចតុ จตุวิสติสเหตุกกามวจระปัญญปากกิริยามตาสิกใดแปลว่าริสเหตุกกามวจระปัญญปากกิริยาจตังลายปัญญานั้นบานดอนกุศลปากะบานดอนวิบากกิริยานั้นบานดอนกิริยานั้นแปลตอบสังเวยแล้วก็ยังกายวิปัญญา hồi tới chỉ cổ so đó vị ai vị bà ní vị bà tới à ní tới chỉ kể ra tới kể ra chặt chẽ lại phải buồn lắm chứ bán là đòi tập hết về thần niên nhiên sang kha cứ vẫn đặt chân lại trở đặt nữa này người ta chạy về thần niên mà nó sống nó sẽ về thần niên kha về thần niên chạy đòi nhiên viên sam bây giờ đòi nhiên gặp bây giờ đòi nhiên á bị sam bây giờ gặp bây giờ tới nó về sang khả a sang khả nó sẽ sang khả tới chứ này này sẽ hết tất cả các mà vật chất nên đây một tí nữa bây giờ กามวจระกุศลวิปากกิริยาจิตทั้งหลายคือบัณฑิตกระดังท่ามีอยู่ภัยบุญดอยประเภทเวทนีมีสังขารมีปลายบางทีวิธีนะในปลายวิธีที่มวยด้วยปลายมวยตามมวยดองอันนี้ปลายวิธีมวยเตียนให้บางสังขารเกียรติ 54 กามวจระจัตถา54บันดอยนี่อกุศลดอกปีเหตุกะดอกปุ่มใบกามวจระสาวนำไปบัวน้อยชมุทากามจัตหรือกามวจระ54กามเมเตวิสกามเมเตวิสปาการนิปัญญาปัญญานิวิสเต เอกาตะสะกิริยาเสเตจตุปัญญาสะตัปปะทาขนมกามมโนกามพุทธดอกมวยเราปีนรุบายภูมิบุญดอนเทวดาปรนมิสะสวัสดิ์ใจขนมกามดอกมวยนั้นปีรีบิบาจัตยังล้านมาไปใบเวียนไปใบนะ ดีกุศลอะดีกุศลนั่งอกุศลทั้งหลายบวกเติมมาภัยได้ที่บางเช่นภัยไปแต่ไอ้กุศลนั่งอกุศลบวกนี่ภัยกุศลดับปีนั้นมากุศลลงไปนั้นภัยนั้นนั้นเกิดจากเจ็ดดอกมวยเกิดจากเจ็ดดอกมวยนั่งลงอาเหตุกรรมนะนั่งมือนั่งข้างกลางนั่งไปอยู่ไอ้ตัวใบหนึ่งใบมันดอกมวยโดยเฉพาะเราเจอ 54 ดอกการะเต็มพวงรวมเมียน ដល់ការរំពោនឹងគឺបានមកអំពីកុសលមួយចំណែកអាកុសលមួយចំណែកវិបាកមួយចំណែកកិរិយាមួយចំណែកទៅបាន54នឹងហើយក្នុងទីនេះជាតារាងចែកណាលើជាងចែក នៅកាមវចរៈសោប៉ុណ្ណាកាមវចរៈ24នេះចែកដល់ជាតិមាន4គឺទី1អកុសលជាតិ12ទី2មហាកុសលមាន8នឹងយើងទៅរៀនដល់ហ្នឹងចែកប៉ុណ្ណា
hiện còn đến rùa và rùa rùa còn đã thế nhưng đến tầm đó sau năm phẩy bốn nó như một rộp một đó một đó thì mà vì ba cái chất sang năm phẩy bảy cái là chất tập muối rộp tới à sập bốn ai yên mới ăn sau là chất tập pí ban đầu này lục hẹn bảy tu sạ pí mù hạt pí tầm máu cũng hai con sau bảy yên đăng ấy nhưng ở giờ mà thế rồi thì tí lệch bảy bây giờ đó vị bà là chết phải bấy mò bị nạc là à phục sao vị bà phẩm phí à hê tổ cả cụ sao vị bà phẩm bày tới ấy bán à, mà hà vị bà phẩm bày chọn với bán phẩm bày nữa đó mà hà kê gia đọc kê gia chất đọc mỗi bán phẩm phí nông hê tổ cả nít bày hay kể giá tôi mong hai của sao mà cái giam bay mà nóng đi ở bên kia nóng đi bên kia giá thế hay bà chai đòi xăm bây giờ thì đá bên bay bên pi thì thấy bay lắm đó là rồi thoát bị xăm bây giờ chẳng bị thay xăm bây giờ chất mình là thầy vừa giúp mình đọc của mùi hay chất đã ở miền xăm một chút bơm một chút hay tôi cả đồng bày nè nè ở miền miền sọc tới mà sọc buồn chẳng dương mơ xăm một chút ba mà bị nạc là nông lô phép miền buồn tô xa miền phí mô hạ miền phí mà có gió miền buồn mà bị bạ miền buồn mà hà kê ra miền buồn hay bơm một chút miền đọc một mối ba mà bị lô phép nông lô phép miền buồn đó mà có gió miền buồn mà bị bạ miền buồn mà kể ra mình buồn mình bị bệnh bệnh chút nông mà hai câu sau mình buồn lắm mà nó nông sau mất bị bệnh khác bị như đó thì khai lập mô bước đáp của những tên hay 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 đọc bằng bài nâng thọt sọc thọt ở mình bị xăm biết là xăm biểu tế hay bệnh biểu tế là những chai đòi hạt miền à, chỉ buồn lắng rồi có pi lắng buồn nọ thì mối và cất thở hát cứ hát đầm vậy thì pi và cất thở miền hát mối cứ miền chặt pi đường thì bấy mà cất chỉ thủy hát hát pi nữa hát mối ban đầu ấy ban đầu mùa hạ hát pi ban đầu là à tô sạ à ban đầu bờ sông chỉ thủy hát khang khang bị khang ăn khang chặt mình ó nó bằng đòn lô phép mồ hạ tô sạ mồ hạ vì bạc nó bằng một khang lõ à lô phép tô sạ nữa nhưng mình phải bảy em phải pí to máu tệ hai miến đọc pì vì là tô sạ lô phép à mồ hạ rộp tới à sập buồn hay ban mau bình nạc lá nhưng mà tìm mùi ní tầm bảy cứ mau vị ấy mau vị hệ tụ cả vị bàm bơ hệ tụ cả câu trả lời bàm bảy hệ tụ cả cái gì bảy tầm máu ấy cả hát ban đầu mùa hạt pi tầm máu thủy hát bảy pi ban đầu này lục hạt bảy tụ sạ pi mà câu sau buồn mà vị bạ buồn mà cái gì buồn bảy pi tầm máu tệ hạt tập pi ban mau vị nào ban mà câu sau bốn mà bị bạc bốn mà cây giảm bốn này này đây một tiết chạy thà miền hai nó một miền hai này rứa thá mùi à hệ tổ cả chất đọc bằng bấy rứa thá sẽ hệ tổ cả chất xám sập bằng mùi miền này thà sẽ hệ tổ cả chất miền hai chứ hai mùi cái đói pi cái đói bay cái đói chúng ta tham miền hai đây thế sập bay nâng anh thấy việc bán xám sập bằng mùi sập chẳng ọt hai nằm phong hàm bốn này chạy đời sang kha vì miền à sang kha đã nâng đọc một pì sạ sang kha nâng đọc một pì mô hạ pì mình men chứ mình miền pì sang kha đã thế ai tôi cả chặt đầm bấy nên gọi miền pì à sang kha đã sạ sang kha đã đại chứ tôi mình chạy thì đã nẹ tốt tội nè mình men chứ bạn đọc một pì đôi khi nè chứ đâu có nông nà bây giờ kết à sang kha muốn miền đâu có nông sau mà nó pi, ô bê kha pi,
nâng hồng lục ní hết nồng lục lục chân bảy nè và mất tô sạ môi hai bàn đó mà hà cầu sao bốn mà bị bạc bốn mà kể già buồn hay tí pí có đằng đẻ đã sập lục ní nè sạ sang kha đã bao mươi xong nuốt nồng lục hẹp pí ok kha pí tô tô sạ môi mà hà cầu sao bốn mà bị bạc bốn mà kể già buồn sập tới hà sập buồn đấy chân trai về thần niệm đó chân không hà sập buồn lắm nên sọc về thần niệm mùi tục về thần niệm mùi sọc về thần niệm tục về thần niệm hai mươi mùi mùi này về chơi về chơi và phép xong đó đây sọc nên tới thì càng là kỳ trai chết sọc các cô phải cả prà rơi chân chúng các hành giải đường sọc chúng các hành giải đường xong nó hơi ở chỗ này chúng từ từ của trai ở cửa sơn về khác chỉ xong đó đấy việc tốt anh chàng này tô một đoạn tục khám về tại môi đấy tại việc khác cái đào dơ tục nó tục tam cài nữa và tô một đoạn một tục sạ pì thì về sau một đoạn những tiếng pì như được nó hệ tục cảm bay được không mình pì đố mấy sau một đoạn đọc cùng bài tô một đoạn mình pì được không nè tục sạ pì nữa sau một đoạn miến nông nông nét của miền nông nét của miền nông nét của miền ốp bay khá về miền sam sam sập pí ốp bay khá biên trường hoa đại chấn dừng mưa sọc nông dừa ăn giấy tục dừa ăn giấy sao mà nó lại bay đi hiện giấy tới miền nông lục hẹp buôn nông nông cổ hệ tục cả nè còn nè chọn giờ đến à hệ tổ cả cụ cụ vị nên mình bên mà cụ sao mình mà hà cụ thì là đấy cứ ban đó à hệ tổ cả cụ sao bị bạc môi tới à hệ tổ cả kẻ già môi tới ban mà cụ sao buồn mà hà bị bạc buồn mà hà kẻ già buồn chạy đường sau một đoạn này sọc tới đọc cùng bài ấy nè về chai chiều bay kha một tôm đó chứ đúng không chai chiều bay kha lịch phàm á như lục hạ buôn mùa hạ phí ạ cụ sở lạ bị bạc và muối ai hết tổ cạ cụ sở lạ bị bạc và muối ai hết tổ cạ kể ra phí mà cụ sở lạ buôn mà bị bạc buôn mà kể ra buôn sọc tới tam sập pì nè, ai chụp văn mà phơi phẩm bốn bàn đào, chương chụp văn phơi, cất chia chụp văn đó nè, bờ chụp văn bên đào phơi bốn ấy bay cầm nó, bàn đào chặt nát là, ai có sao đập pì có ai chúng ta chụp văn, ai nó còn nét bàn tại mồi thế cứ sợ hai tục ba tẹt mồi, và máu nó còn nét, miền mà bị bán nó mà cái giam vậy nè, sập tới phải bình buồn. Tòa màu tập thì ròm miền đọc mùi bằng đó là sàn tê rần nạ chất bấy nâng mà hà bị bạc bấy vì thờ tập thì ròm nó ở trong nâng ai vì miền trong đã đọc mùi thế dường riêng đó là bấy cổng nâng cứ bị ở hai ở miền tầm một tiết thế ở miền bị tại vì chủ quán nâng miền tiết nâng miền cổng rù rù lúc có trải tiết tại bà ta tiết rõ miền trong tay nâng ái cái khăn nông khăn nông ái hệ tục cả nó chỉ tâm bấy miền sân tà rần này sân tà sân tà rần đọc bầy tỏ mà lớp nông sau năm phải bốn miền mà bị bạm bầy chứng chọc ấy càng mà bà chả sau năm phải bốn đầu bằng tốt nâng rên nâng phía rupa bà chả đọc rạng bà lấy này ní trang chứ có trầm năng chứ xong mà còn